còn kho. Buồn quá, con buồn có một hơi. Thời buổi kinh tế khó khăn, con ngồi con khóc, con buồn về chuyện xưa. Nói vui vậy thôi chứ mình đang bào hành nha mọi người. Đang bào hành. Nó ngồi trước cái bào trước cái hành này khóc luôn á. Nó cay. Hôm nay là tìm hiểu quy trình làm hành phi. Em nghệ sĩ mình đừng nói em ngồi chứ. Lọc em rồi. Mọi người ơi, hôm nay đi làm thêm, đi cắt hành phơi, cắt hành ký cái lượng có như ra tính ký đi vào ngàn gì đó, cái bao ngàn mà từ sáng giờ làm như đây nhiều người làm nha. Đây là hành, hành làm hành phi đó mọi người, hành phi rất là ngon. Ai muốn ăn hành phi đến Tân Chính Hiệp, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 nha không? À, hành phi cực lắm chứ không có đơn giản nha không? Ai ăn thì xin tới nhà, tới chùa luôn. À, hành phi đó là giờ mình phải lột rồi hành ra. À, trước nó bào nha. Xong là mình coi công đoạn bào, bào xong rồi mình phi. Nghe nói là 5kg hành tươi mới ra 1kg hành khô. 5kg hành tươi mới ra 1kg hành khô. Cái này mình ngâm nước nè, ngâm nước trước cho mình dễ lột, bớt cay nữa. Không có đơn giản đâu. Rồi mà bào hành. Bây giờ tôi cho công nghệ à, tôi bào hành không có bào bằng tay. Đây, quay ông chủ rồi. Đó, cắt. Hành này gọi là hành gì? Hành phi. Cái tên nó, cái tên nó là hành gì? Hành Indo. Hành Indo hả? À, hành Indo. Quả hành Trung Quốc nha. Đã có Indo còn quay qua hành Bắc. À, hành Trung Quốc. Hành Indo hả? Hành Indo. À, Trung Quốc có đặt tên hành này hành Indo. À, nó đi. Cái này khoảng 10kg không? Nếu mà còn vỏ luôn là 10kg. Okay. À, được 30 ngàn rồi thấy. 30 ngàn mà 3 lần luôn á. 30 ngàn bằng. Đó, được 10 ngàn ngon rồi, uống cà phê đủ rồi. Mà bào bằng gì? Bằng bào hay là bằng máy? Bào bằng máy tay. Không có đúng hơn chứ đúng không? Bằng máy bay. Quay quay, anh đi quay kỹ này làm gì? Đó, thành đó. Thành bình đô. 5kg ra, 5kg tươi ra 1kg khô. Rồi để thôi nha, tôi đi nước vào cho coi. Quy hành gì mà nghe tiếng chim kêu tùm lum à? Ông chủ làm hành mà vừa làm hành mà vừa chơi chim nữa mọi người. Chơi chim mọi lúc mọi nơi. Vô coi hít hết luôn. Quay qua mấy con chim của ông chủ mà thành thôi. Có chim gì? Chim lớn, chim bé. Đủ loại hết. Từ lớn xuống tới bé luôn mà từ bé lên tới lớn luôn. Nhỏ này ghê không? Chim mà ngồi đây lọt hành chứ mà bị xây cái là chim chân liền. Quay mấy con chim của ông chủ ơi. Nè, quay con này nè. Con nhỏ nè, xây chim cắn được chân nè. Quay gì? Quay chim chủ à? Quay chim chủ. Chim chủ. Sát vô, sát vô. Má ông chủ có chim luôn. Ghê thiệt. Không được. Nhiệt chim quá. Nhiệt chim quá. Ai buồn gì qua đây cắt hành nha. Cắt hành là khóc không ai nói gì hết á. Hành thi.
Rồi, tới công đoạn rửa hành. Đây là công đoạn cắt bào hành nha mọi người. Đây cái máy bào hành nha. Đây cái máy bào. Đó, cái máy bào nha mọi người. Đó. Cắt tóc. Lúc ban đầu mình cứ tưởng đâu là bào bằng cái bào bình thường. Là nó lâu lắm. Đó, cái máy bào nè, đó. Không có cái này thì lâu lắm. Cái máy bào này là tự mình làm hay là mình mua ở đâu ạ? Tự làm chứ mua là gì, tự xin cho tôi làm máy này. Mình đưa ra ý tưởng cái thợ làm. Thợ làm. Máy nó chưa cái giờ cái gì cũng có. Bây giờ mới nghe mùi cay nha. Chuẩn bị khóc thôi. Buồn quá tôi cắt. Tôi còn mắc quen á. Chưa? Rồi. Tại sao con khó? Buồn quá, con buồn quá bụng thôi. Thời buổi kinh tế khó khăn. Con ngồi con khóc, con buồn về chuyện xưa. Nói vui vậy thôi chứ mình đang bào hành nha mọi người. Đang bào hành. Nó ngồi trước cái bào, trước cái hành này khóc luôn á. Nó cay. Hôm nay là tìm hiểu quy trình làm hành phi. Quay tơ dịch lụa. Cái bài gì đó quay hoài ngồi quay tơ cay quá dịch lụa. Ngồi khóc luôn đó chứ tại hướng gió mà. Này mà làm xong mình phải phơi không? Phơi một nắng hả? Đó, phơi cái này người ta có một nắng này cũng có hành phơi một chút xíu nha. Quay tơ này quay hành ông chủ chơi chim quay tơ đó hành nè mọi người đó hành thành phẩm nè đó. Đây mọi người thành phẩm hành phi. Sau khi công đoạn là bào này mình sẽ một phơi bột nắng xong rồi đưa lên mình phi. Đó, mình phi cái này là giờ là 200 ngàn một ký nha mọi người. 200 ngàn một ký, tức 20 ngàn một lạng. Ai muốn mua thì liên hệ số điện thoại, đọc số điện thoại luôn coi nghệ nhân. 0792 874 266. Gặp Thanh. Bây giờ mình thử nha, hành phi. Nhiều à?
làm con á. Cái này mày bỏ thêm miếng bánh ướt nó là ngon lắm á. Miếng ướt quẹt vô ngon. Lấy tiền trả cho con. Ừ, đúng rồi. Tôm thầm. Ăn phê ngon mọi người. Này ship hàng tận tận địa chỉ luôn nha. Ai muốn ăn thì gọi số điện thoại nha. Hoặc qua địa chỉ này nhiều chuyển nhiều trận. 397 10 phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Các mọi người thấy không? Không có gì sớm lắm, công việc gì cũng phải cập nhật. Điểm tiền cũng khổ. Thấy mấy người điểm tiền trong ngân hàng không? Chúng tôi có khổ đấy. Gì nó cũng có cái khổ. Điểm tiền cũng khổ. Rồi, quay tơ cũng khổ. Quay tơ thì quay hẳn. Quay mà ngồi, quay tơ mà ngồi khóc lâm lâm. Quay chơi ngồi khóc. Qua đặt mua bên này của tôi rồi. Ai vào? Đặt bên gì cũng được chứ. 17 nãy ngày 17. Đặt trên mạng hả? Hai bữa bây giờ. Kêu vào hàng nhanh á, hai giờ cái kiểm á mẹ. Công đoạn quay tơ đã xong rồi mọi người ơi. Quay tơ đã xong. Quay hành đã xong. À, hồi cái tướng quay hành đã không? Thư giãn. Thế rồi này nghe. Thế này ngoài đó. Quay bên đây ra. Đổ bên đây bỏ được không? Đổ là để làm để quay cà rốt với quay tay rồi các thứ. À, khác. Để trắng, mình thái. Quay tơ, hành. Đây. Khoảng 10 ký hành ra như đây nè. Cái này ra khoảng 2 ký hành. 2 ký hành khô. 3 ký, 2 ký rưỡi. Bây giờ mình đi cho hành đi phơi bột nắng nha. Hành mơi bột nắng. Đó, sao phải nó ra đi phơi. Phơi khoảng 1 tiếng không? Dạ có. Để nó rám cái hành lại. À. Đây, bắt đầu phơi hành nha. Xong rồi. Thấy chào thôi. Rồi. Đây, mình đi nào mọi người. Sau khi đã xào hành phi là bán 20.000 một lạng, tức 200.000 một ký nha mọi người. 20.000 một lạng, 200.000 một ký nhỏ hành phi. Hành phi. Ai muốn mua hành phi và các loại bún, hủ tiếu và nhiều loại khác hãy đến địa chỉ này nha. Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Nằm trên đường Dương Thị Mười, trên đường Dương có bán các loại nồi nước chấm, bún, miến, cà, bánh tráng, hủ tiếu, bánh hỏi,